Đây là hai cái thiết bị năng lượng của mình đã sáng tạo qua dùng cái tâm của mình. Bên trái mình có cái thiết bị này cho mỗi người để giúp cho người trở lại thăng bằng và có những năng lượng mình cần thiết. Thì cái thiết bị này nó đi theo cái đường kim đồng hồ từ iốt qua kẽm và CO2. Ở trên mình có deuterium là HeVO2. Thì iốt và kẽm và CO2 bên đây và HeVO ở trên, mình dùng tâm là mình tạo năng lượng, mình bỏ năng lượng trong đây để cho mình nó có thể phát năng lượng giúp cho mình thăng bằng. Và thêm cái này nữa, mình đã bỏ thêm cái năng lượng hòa bình, bình an và cân bằng vào chính giữa linh hồn của nó ở ngay chỗ đây, để cho nó giúp cho mọi người thăng bằng trở lại và bình an. Và mình cũng có bỏ thêm cái năng lượng violet là violet flame để cho nó giúp dọn dẹp môi trường. Và ở bên đây mình cũng làm giống y hệt như luôn, ở trên mình bỏ năng lượng violet trong đây giúp cho dọn dẹp môi trường, ở đây mình bỏ cái năng lượng hòa bình để giúp cho thế giới này hòa bình hơn, mà nó cũng đi theo cái đường này. À, bên đây mình bỏ cái năng lượng của mặt trời, Ascension Grid, năng lượng của mặt trời giúp cho mình lên lớp, là năng lượng của vũ trụ. Ở đây bên đây mình có được Crystalline Grid Energy, năng lượng của mẹ địa cầu, để cho giúp cho mình kết nối với mẹ địa cầu qua 5D. Thì cái thiết bị này nó giúp cho mình dọn dẹp môi trường và lên lớp dễ dàng hơn, có năng lượng của mẹ địa cầu, có năng lượng của mặt trời, có năng lượng của hòa bình và có năng lượng của violet để dọn dẹp môi trường. Thì trong hai cái thiết bị này, mình dùng cái tâm của mình để tạo ra cái năng lượng này để mình bỏ vào cái thiết bị, thì ai cũng làm được hết trơn. Quan trọng là mình có đủ lòng tin với bản thân của mình không, để mình tạo năng lượng, mình tập trung nhìn qua cái mắt thứ ba của mình để mình bỏ, lại gợi ý, gợi tâm bỏ cái năng lượng nó vào cái bóng, mấy cái bóng này. Ok, cảm ơn các bạn.